thì chúng ta nhấn vào phần gì ạ, tỷ lệ khung hình này, được chưa ạ? Chúng ta có thể chọn là gì ạ, là video đăng lên TikTok là video chiều dọc, hay là Instagram là đăng theo chiều hình vuông, hay là đăng lên YouTube là gì ạ, là chiều ngang, đấy, YouTube hình vuông đấy, hoặc là các cái tỷ lệ khác nhau, rất nhiều các tỷ lệ đấy, tỷ lệ dài đó. Thì thông thường là chúng ta gì ạ, chúng ta đăng lên một là chiều dọc là TikTok, hai là YouTube là chiều ngang, ba là Instagram là hình vuông. Chủ yếu là chúng ta dùng ba cái kích thước này thôi, được chưa anh chị em nhé.